cảnh sát Mỹ bị đình chỉ vì ngoại tình với ba phụ nữ. Vụ việc chỉ vỡ lở khi Cecily Stenmead, một trong số nhân tình của cảnh sát Collier, phát hiện anh ta lừa dối cô và hai người phụ nữ khác. Jason Collier, cảnh sát trưởng sở cảnh sát Stinnett, bang Texas, Mỹ, bị bạn gái tố cáo trên mạng xã hội rằng có ít nhất hai nhân tình. Đáng chú ý, người đàn ông này đã có vợ và bốn đứa con. Bài viết nhanh chóng nhận hơn 41.000 lượt chia sẻ và 35.000 bình luận. Vụ bê bối chỉ được phát hiện sau khi Collier đăng tải bài viết trên Facebook kỷ niệm ngày cưới với vợ là Oprah, theo tờ Heavy. Khi đó, Cecily Stenmead, một trong số nhân tình của Collier, mới biết mình bị lừa suốt thời gian qua. Cô vô tình trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ vợ chồng của gã kia. Cảnh sát trưởng Jason Collier đang sống cuộc đời hai mặt. Trước khi đăng bài viết này, tôi đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với anh ta. Suốt thời gian qua, tôi tin rằng Collier độc thân bởi hắn cho tôi xem giấy xác nhận ly hôn giả mạo. Anh ta thậm chí đã cầu hôn và mong muốn làm bố của các con tôi, trích bài đăng tố cáo của Stenmead trên mạng xã hội. Stenmead cũng cho biết tối ngày 25 tháng 1, cô tìm thấy bạn gái thứ hai của gã đàn ông lăng nhăng kia có tên là Christy Schaffer. Trong lúc đi du lịch với tôi ở thị trấn Thao, bang New Mexico, Collier lừa Christy rằng anh ta đi công tác ở thành phố Portland, bang Oregon, cô cho biết. Stenmead khẳng định Collier không xứng đáng với vị trí cảnh sát trưởng. Anh ta làm xấu hình ảnh của thành phố Stinnett và cần bị đuổi việc ngay lập tức. Trong khi đó, Christy cho biết cô cũng hẹn hò với Collier được một thời gian và họ mới đính hôn hồi tháng 12 vừa qua. Hiện Collier chưa lên tiếng về vụ lùm xùm này. Tuy nhiên, đại diện thành phố Stinnett đưa ra tuyên bố hôm ngày 27 tháng 1 rằng họ đã nắm được tình hình sự việc xung quanh cảnh sát trưởng. Thành phố đang điều tra vụ việc này một cách nghiêm túc và xem xét liệu có bất kỳ hành vi nào vi phạm chính sách không. Theo đó, cảnh sát trưởng Jason Collier bị đình chỉ trong thời gian điều tra, đắc đao, quản lý của thành phố Stinnett tuyên bố.